Trong tập 9 chương trình Người ấy là ai mùa 5, Trấn Thành gây chú ý khi bất ngờ chia sẻ câu chuyện từng yêu người phụ nữ lớn tuổi hơn. Chính những khác biệt trong quan điểm sống, Trấn Thành và người phụ nữ kia quyết định dừng lại sau nửa năm gắn bó. Nam MC chia sẻ, tôi từng yêu một người lớn tuổi hơn tôi 6 đến 7 tuổi. Cô ấy bắt tôi mặc đồ ra đường lúc nào cũng phải áo sơ mi, bỏ vô quần để nhìn đường chênh lệch với cô ấy quá. Cô ấy không thích tôi làm diễn viên hài, bắt tôi phải nghiêm lên, phải lạnh lên và đừng nói nữa, đừng hài. Đừng gì hết trơn. Lúc đó tôi làm theo vì yêu mà. Một thời gian sau, tôi giật mình nghĩ tôi là ai vậy trời và phải dừng lại thôi. Chính bản thân nam MC cũng nhận ra được rằng nếu không được là chính mình khi yêu ai đó thì tốt nhất là dừng lại để tránh thêm mệt mỏi. Trấn Thành khuyên nữ chính hãy cứ yêu đến khi nào tìm được một người hợp với mình nhất, và bà xã Harry Won của anh là một minh chứng điển hình. Nam MC nhắn nhủ thêm, khi biết cách quyến rũ nhất, tự động cái mình muốn sẽ tới. Nếu một người không thể yêu con người bạn thì người đó không thuộc về bạn. Hãy đi tìm một người khác, người mà chấp nhận mình ở mọi vũ trụ,